Chào tất cả mọi người nha, mình là Bill đây. Thì ở trong trận đấu ngày hôm nay, hiện tại các form bài của mình đang có đó chính là bốn vệ quân với lại là hai thường dân nha, với CV Karina cũng như là Bobby và Wukong 2 sao tăng cơ chính nha mọi người. Và hiện tại là mình cũng đã được hai cái lõi khá là ngon luôn á, một cái lõi tên là trái tim vệ quân. Nó đang cho mình một cái form bài bốn vệ quân thật sự rất là sớm luôn á, đếp máu thì hết nước chấm luôn. Và một cái lõi bài khác tên là chiến lợi phẩm nha. Và ngày hôm nay hiện tại là mình cũng đang muốn là một cái form bài meta tướng bốn vàng carry đang rất là mạnh luôn á. Phải gọi là spam là auto top nha mọi người á, nó lỗi một cách phải gọi là vừa dễ chơi nè mà vừa mạnh nữa. Đó chính là form bài mid fortune carry đi chung với 5 thần giáp và 4 chu lực nha. Hiện tại những cái bài tướng 4 tiền carry á đang comeback phải gọi là cực kỳ mạnh mẽ nha mọi người á. Và trong khi đó là những cái bài tướng 1, 2 tiền carry nó đang xuống dưới đáy xã hội rồi. Hiện tại là những cái bài meta cấp S cộng á là tướng Viego, mid fortune, Samira hoặc là những cái vị tướng 3 vàng khác như là Kai'Sa hoặc là con Vayne nha mọi người còn Yumi nè hay là Ezreal các kiểu ha, bị nớp sắp mặt luôn rồi. Và mọi người đừng quên nha, trước khi mà mình làm video meta là mình cũng sẽ để một link đồn chuẩn ở phía dưới để cho mọi người cùng xem qua tham khảo. Cái form bài này nó phải gọi là cực kỳ dễ chơi luôn á, mình thấy nó là dễ chơi nhất ở trong cái form bài tướng 4 vàng carry nha mọi người. Khi mà kết hợp đi chung với 4 chủ lực nha thì Mid Fortune sẽ có một cái tỷ lệ đó chính là dưới 30% máu sẽ tự động kết liễu mục tiêu. Và 5 thần giáp ôi phải gọi là nó vừa trâu mà nó vừa có đam nữa. Thật sự là khi mà gặp những cái bài mà tinh tặc không thể nào bị sốc đam chết được luôn nha. Tại vì mình nhớ không nhầm thì cái phiên bản mới này con Z nó cũng được búp nha mọi người và tinh tặc cũng được búp luôn. Nên những cái bài mà sắp hàng sau như này nè, anh em cũng nên lưu ý nha. Bài nào mà chơi Z thì cũng nên né né ràng tí. Hoặc là chơi cái bài thần giáp như này thì không sợ cho lắm đâu. Giết mà sốc đam chết được, chặt phải là gọi là vừa chặt mà vừa búp mana cho con Mid Fortune bắn luôn á, khá là sướng. Đấy, lúc đầu khi mình đếp máu thì quá là dễ rồi, bốn vệ quân gặp ông này LeBlanc carry đấm luôn. Ok luôn nha. Thì lúc đầu khi mình lắp luôn cho con CV cần một cái Sojin nha mọi người tại vì ba trang bị chuẩn nhất của Mid Fortune cần có đó chính là Sojin, găng bảo thạch với lại là quyền trưởng nha. Không phải là bắt buộc phải đồ chuẩn nha mọi người nhưng mà mình đây là đang đề xuất ba trang bị mà đẹp nhất nha cho Mid Fortune carry. Và mình nghĩ bắt buộc luôn phải là cái Sojin nha. Chứ nếu như mà không có Sojin thì trong một cái trận đấu này có Mid Fortune nó bắn được tầm một lần thì không thể nào mà thắng được. Nếu như em chưa biết thì đạn của Mid Fortune nó sẽ không có gọi là bắn lan hết tất cả nha mọi người nó phải xuyên qua từng thằng từng thằng. Giả bộ trước mặt nó có hai thằng và sau lưng nó có một thằng đúng không, thì nó phải bắn chết hai thằng đó thì cái làn đạn nó mới xuyên qua được và giết thằng đằng sau. Chứ anh em muốn mà bắt trước bắt hàng trước chết mà nó không chết được hàng xong mà sao bắt được đúng không mọi người. Còn tăng cơ chính thì anh em biết rồi đó, cứ cho set với lại là cho Leona nó tăng thôi. Bốn chu lực thì có Samira, The Raven, Mid Fortune với lại là con Mordor Kaiser nha. Còn nếu như mọi người nào mà có chủ lực thì có thể thay được bằng những con tướng khác, bỏ bớt Samira ra, bỏ bớt Mordor Kaiser ra thì cũng được ha. Ui ôi, ông này vẫn cho cái form bài Yumi siêu nhân à, khá là chạy cối đó nhưng mà vẫn top 1 đang chủ thắng luôn à, ảo nhờ. Như mình đã nói những cái form bài tướng 1 2 vàng á nó vẫn chơi được, không phải là yếu nha mọi người nhưng mà chỉ nên chơi khi nào mà tướng hoặc là lõi nó tự ra. Giả bộ ông này lúc đầu game được cái trái tim linh vật nè, ông lượm được con Yumi luôn á nha mọi người, xong mà có một cái form bài sẵn không nên ổng mới mạnh như vậy nè. Rồi chiến thế nhờ. Cái lõ thứ ba tỷ lệ rất là cao nha, là một cái lõ nâng cấp tướng đó. Ok, như mình đã nói nha mọi người thì meta hiện tại là meta của tướng 4 vàng carry Z, Viego, Mid Fortune, Samira được tăng sức mạnh cực kỳ kinh khủng luôn á. Mà mình thấy là meta cấp S cộng đều là những cái vị tướng đó cả. Trận này tôi chắc chắn luôn là ai là cũng chơi cái bài Exodia hoặc là tướng 4 vàng carry rồi. Tại vì lõi 1 với lại là lõi 2 không phải là nâng cấp tướng 1 với lại là 2 vàng nên người ta cũng không có nhắm tới những cái vị tướng này cho lắm. Còn nếu mà hên cho người ta nên thì lõi thứ 3 nó ra nâng cấp tướng 3 vàng anh em ơi. Chơi Kai'Sa hoặc là chơi Gat về có cái kiểu thì đúng là như vậy thật sự. Có một cái bài meta cấp S cộng cũng đang rất là mạnh luôn á, đó chính là bài Nila cầm dây chuyền chuộc tội nha. Dây chuyền Isolari. Và cái bài đó là mình cũng đã có làm rồi á. Nếu như mọi người nào mà xem thấy hay hãy đừng quên đây là một like nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Lịch đăng video của mình hiện tại là hai cái một ngày, một cái là về meta nè, một cái là về thử thách thôi.
Ủa Jesus nó chặt ác thế. Ông này lỗi khá là đẹp khi mà chơi cái bài slow roll luôn, vừa là chiến lợi phẩm xong mà thêm cái lỗi làm nóng nữa chứ. Mình nhớ không nhầm là cái phiên bản sau á thì Riot đang có ý định xóa những cái lỗi bạc phế phế và ít người chơi như là lối đi riêng bật bạc nè, cặp đôi hoàn cảnh bật bạc nè. Và mình nhớ không nhầm là có một cái lỗi mà mình với anh em đều thích chơi cả, đó chính là hộp quà Pandora. Mình không hiểu tại sao mà ổng không xóa hàng chờ Pandora, mình lại thấy cái lỗi đó nó còn phế hơn kinh khủng luôn á. Mà cái hộp quà của Pandora nó là một cái lỗ bạc rất là xịn sò con bò luôn. Anh em chơi rất là nhiều mà mình cũng hay lấy nữa để mình làm đồ dị á. Nhưng mà ổng kêu ổng xóa, trời ơi tôi không hiểu luôn á. Hàng chờ rất là phế nha, không xóa đâu, cứ xóa những cái nào mà người ta hay chơi với lại là mạnh mạnh thôi. Mà nó đâu có gây mất cân bằng game đâu mọi người, cay thật chứ. Nếu như anh em nào mà có góp ý gì hay hoặc là có ý tưởng gì mình muốn làm á, hãy cứ bình luận ở phía dưới nha. Tất cả bình luận của anh em nào mà là mình đều đọc được hết cả, nên mọi người khỏi cần phải lo. Đây, bỏ vào cái chủ lực luôn á. Bây giờ mình bỏ con dắt vào á, sẽ kích được 3 thần giáp nhưng mà sẽ mất vệ quân hoặc là mất xạ kích, khá là phí. Nên thôi, chờ thử cái lõi thứ 3 và mình sẽ tích tiền lên level 8 luôn á nha. Cái form bài chuẩn á sẽ là 4 chủ lực với là 5 thần giáp ha. Nên mọi người sẽ còn lúc đầu game á đếp máu tốt một chút, lên level và còn tiền nha mọi người á, để mà roll một cái form bài tướng 4 vàng là chủ yếu thôi. Ít tướng 5 vàng lắm, tướng 5 vàng chỉ có mỗi con Lyuna với lại là con Mordekaiser, mà có hai con đó là anh em chỉ cần kích hệ thôi, không cần hai sao đâu. Ông này là trái tim tinh tặc nè, thắng không nổi anh em ơi. Mình đang chơi chỗ thua khá là hiệu quả. Còn nhiều máu mà, lúc đầu game mình có một cái form bài đếp máu ổn á, bây giờ cũng còn khá là nhiều máu. Úi dồi, mưa vàng set với lại là Mordekaiser, con nào cũng ngon luôn anh em ơi. Lấy Mordekaiser luôn nha. Cái mưa vàng cho Miss Fortune kia nhìn thì phải gọi là siêu hấp dẫn luôn, rất là sướng anh em ơi. Nhưng mà nếu mình lấy nâng cấp tướng 4 vàng mà người ta lấy nâng cấp tướng 5 vàng thì mình sẽ bị thọt đó. Mordekaiser phá 20% giáp và miễn kháng từ kẻ địch. Wow, khá là chiến đấy. Nâng cấp tướng 5 vàng nó sẽ luôn luôn trên một hoặc là hai bậc luôn á nha mọi người, so với nâng cấp tướng 4 vàng. Trừ khi nào mà mình có sẵn con Mix Fortune 2 sao hoặc là có sẵn một cái form bài chuẩn rồi á thì mình mới lấy nâng cấp tướng 4 vàng để cho nó mạnh thêm. Nhưng mà nó sẽ chia ra hai lọ nâng cấp tướng á nha mọi người á. Một lọ là cho độ hình nè, một lọ là cho cá nhân. Hồi nãy là Mix Fortune đó là cho độ hình. Còn nâng cấp cá nhân của nó mình nhớ không nhầm là bắn ti nó bự hơn với lại là nó ly xuống được nhanh hơn thì phải. Không sao, lấy mà được cái sờ cũng rất là ngon luôn. Tại vì mình cần nó, mình cần tướng mà, tướng 5 vàng mình còn là Lyuna với lại là Mordekaiser. Còn tướng 4 vàng là mình chỉ còn Mid Fortune với lại là Samira 2 sao thôi là đủ rồi. Ui, ông này lấy Soraka carry luôn nè. Ác gì. Nếu như mọi người nào mà muốn theo dõi thêm những cái meta mới nhất, hot nhất và được cập nhật hàng ngày á thì đừng quên bấm đăng ký kênh của mình nha, cũng như là bấm cái chuông á. Meta mà mình đăng lên á không phải là mình tự chế hơn mọi người. Mình đã nói cái này rất là nhiều lần rồi. Bạn em cứ bảo là mình tự chế rồi, mình không có chế được meta đâu, trình đâu mà mình chế. Cái này là mình đi tìm hiểu lại từ bên thách đấu nước ngoài hoặc là cả Việt Nam, với lại là những cái trang web mà nó cập nhật meta liên tục theo từng phiên bản và từng ngày luôn á nha. Thì mình dựa vào cơ sở đó thì mình cứ làm thôi. Và kênh của mình sẽ là hướng dẫn cơ bản để cho mọi người biết một cái form bài nó hoạt động như thế nào, tướng Gary là ai và đồ đạc xếp bài như thế nào. Còn anh em phải tự vào trải nghiệm và chơi thôi. Với những cái đồ hình như này thì lõi thì mình thật sự thấy nó không có quan trọng cho lắm. Nếu như mà ngon á thì ra được nâng cấp tướng, con tướng carry của mọi người, hoặc là lấy những cái nâng cấp tướng nào á mà nó kết hợp được cho toàn bộ đồ hình đó nha. Và mọi người nên lấy những cái nâng cấp tướng nào mà đồ hình của anh em nó cần con đó, chứ đừng có lấy những cái nâng cấp tướng nào mà lúc về live game á anh em phải tốn thêm một cái slot để bỏ vào, hoặc là không bỏ vào luôn, mất luôn một cái lõi thì nó sẽ mất đi một cái lợi thế rất rất là lớn. Nên mình lấy mod được cái sờ là quá chuẩn rồi. Có Nunu với lại có Fiddle Stick à, không ngon cho lắm. Móc Nunu luôn rồi. Mình lấy cái gì ta?
Không có Mid4 anh em ơi, có Orange Store với là Virgo thôi. Lấy kiếm nha. Kiếm này thì nó có thể lắp được cái gì khổng lồ, không lắp quyền trưởng cũng được nha. Lắp Sojin dược khổng lồ với lại là găng bảo thạch cũng khá là ok. Tại vì tướng 4 vàng trở lên nó mình thấy là nó không còn đồ chuẩn cho lắm đâu. Chỉ cần đồ xài được là quá là tuyệt vời rồi. Là level 8 luôn nha mọi người. Roll kiếm tướng nào, câu gót bỏ vào xài luôn nào. Cinderella, ô có biết Fortune đây rồi. Ok, bỏ The Raven vào luôn nha. Cái Samira luôn nè anh em ơi. Đây, ok, 4 chu lực với lại là 4 vệ quân. Nhưng mà lại chưa có thần giáp từ từ. Fortune nè, xin có biết Fortune 2 sao thôi là đủ rồi đó. Lắp luôn cái gì khổng lồ nha mọi người. Hay là mình bán con Mid Fortune 2 sao đây rồi. Game là dễ. Mình đang dư con Ugot hơn. Lúc nãy bỏ bài nó ra, bỏ con dắt vào cho rồi. Đây Mid Fortune bắn. Chiu 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 chiu. Rất là lực. Ông này là cái form bài Yumi siêu nhân carry nè với Mapfire 2 sao. Ông này là một mình chơi một bài luôn đó nha mọi người. Một mình một bài luôn á. Nên là mới mạnh được như vậy. Tại vì 8 ông chỉ có một mình ông này để chơi cái bài này thôi. Nên roll túi nó dễ vãi chưa. Ây da. Đó. Không có meta nào yếu cả. Chỉ có điều là mọi người phải chơi những cái form bài nào mà không bị người ta giành thôi. Đầu thế. Mid Fortune 2 sao rồi nè. Đỡ nhá. Kiếm Lyuna không ra ta. Đang rất là cần Lyuna luôn. Oh shit. Lyuna với lại là Seth nha mọi người. Tại vì Seth, tại sao mình lại cần Seth? Thứ nhất á, là nó vừa kích vệ quân, nó vừa kích thần giáp luôn. Và thứ hai mình cũng cần nó được kích 5 thần giáp nữa. Chester White thì cái trận này có hai ông chơi thần giáp nha. Rồi, né được ở đây mời. Step 3 chuẩn rồi. Ui, nó lăn rồi, nó lăn. Hên quá, không trúng Mid Fortune. Ảo. Trời ơi, con Ugot anh tiêu chú một đống tướng luôn á mà không ra được một cái rương nào. CD học gà cái lá biến bụi. Đây bắn được. Tuyệt vời. Ok, đi luôn mà. Wow. Mình còn 18 máu thôi nha. Bây giờ thua. Nếu như mà qua round 5 chấm á mà thua nguyên sàn thì có thể đi luôn á nha mọi người. Ở round 4 chấm 18 máu á thì thua một phát nguyên sàn thì vẫn chưa thể nào mà đi được. Nhưng mà round 5 chấm nó lại là khác. Round 5 chấm á lại là khác đấy, thua nguyên sàn nó đi đấy. Cần roll được kiếm con Lyuna với lại là con Seth gấp nha. Để cái form bài là 4 chu lực với lại là 5 vệ quân chuẩn luôn. À làm 4 chu lực với lại là 5 thần giáp chứ. Còn vệ quân á mọi người chỉ cần kích 2 thôi là đủ rồi. Tại vì Seth nó đi chung với Wukong á nha mọi người. Nó vừa kích thần giáp mà nó vừa kích vệ quân luôn. Một cái combo khá là tuyệt vời. Cái đồ gì không ai. Mà đang còn thiếu một trang bị cho con Mid Fortune nữa nè. Có gậy, ui, có gậy luôn mà. Ui, hai cái gậy luôn mọi người ơi. Đủ rồi, một cái là đủ rồi. Lại gậy tiếp rồi. Nhưng mà thôi, mình lấy giáp lưới nha. Lắp đồ tăng nha mọi người. Thiếu gì, ui đây rồi, có Lyuna. Set đâu rồi, có Samira luôn nè. Bỏ thần giáp với lại là vệ quân vào thôi. Bán reo nè, chuyển đồ đi. Set đâu rồi. Alo. Em à. Mất tiêu luôn. Giờ chỉ cần roll nốt kiếm con Mordor Kaiser 2, Samira 2, kiếm Seth và Lyuna 2 xanh nữa thôi là ok. Còn Ugo của mình nó đang gọi là chừa chỗ cho cái Seth đó nha mọi người. Tại vì cái form bài này đúng là level 8 á, sẽ tròn form bài luôn, không lệch một cái đi một tí nào luôn á. Ui, giết bắt kìa. Bắn nó. Hồi máu. Ôi trời ơi, ôi trời, dễ chưa? Cái loại chiến là phẩm kìa, hên quá. Tuyệt vời. Đấy, với cái trang bị như thế này á, thì Mid Fortune nó sẽ không có một chút hồi phục nào. Nên đừng có để nó bị bắt như hồi nãy nha mọi người. Hơn là mình cái loại chiến lợi phẩm đấy. Bắn, ăn, vẫn được. Samira 2 sao, ok. Vẫn còn 6 người mà mình đang đứng dưới đáy xã hội luôn. Mình nhắc lại nha mọi người á, 4 chu lực nó sẽ kết liễu mục tiêu nào mà dưới 30% máu. Mà mình thấy Riot cũng nên nâng cái mốc chủ lực này lên tí á. Tại vì 4 chủ lực nó kiếm dễ quá. Với lại là thần giáp nè, chủ lực, đạo chích á.
Trời ơi, những cái móc hệ này kích hoạt rất là dễ luôn. Mà nó còn có ấn nữa chứ. Thì Real cũng nên nâng lên tí nha. Chứ kích hoạt dễ quá. Hôm nay là vệ quân. Ôi, vệ quân gặp mình là có khác gì con gặp bố đâu. Mình là đam phép nha mọi người. Ôi được. Con Remus nó lắp luôn hai cái giúp gai. Nhìn chiến chưa. Ui Liberland đồ kìa, ác. Nhưng mà Yumi. Ui Yumi 3 sao đồ cực kỳ chuẩn nha. Mafai 2 sao, 3 sao full tăng nữa. Hôm nay cũng sắp lên được Lee Sin 3 với lại là cả găng 15 3 rồi ha. Con set đâu rồi? Có Leona nè. Cái tiền nào mua. Giờ phải khó lại ta. Bực gì chơi. Hồi nãy giờ mình không để ý là con Ugot của mình nó có hắt được cái rương nào không nữa. Không hắt được cái rương này chắc mình bán nó bè rồi. Ghét ghê mọi người. Đây Samurai sẽ là người phụ đam nha. Và nó cấp tướng của con Mordekaiser của mình nó, đây là nó cấp tướng cho toàn bộ đội hình nó hưởng á. Khi mà phá dép các kiểu mọi người ha. Ông kia có cái quả lỗ Nunu là lăn khắp thế giới thấy chưa. Nó lăn nhanh vậy. Lăn rồi còn bị làm chón mình nữa chứ. Cay thế nhờ. Ây da, bị lầm chóng tiếp kìa. Pitfall bắn được không đây? Ui, không nổi luôn á trời. Từ từ, Pitfall. Ui. Oh shit, hai máu. Hên mà hồi nãy giết được thêm một con nữa nha. Thôi là mình đi rồi. Ây da, không phải là cái phơm bài này của mình yếu nha mọi người. Không phải là cái phơm bài này của mình yếu đâu. Nhưng mà do cách chơi trận này mình chơi nó hơi bị sao quá. Với lại mình roll hơi bị xui. Mình roll đúng là hơi bị xui thật. Mà mọi người thấy không, tất cả những cái form bài khác á mình đều thắng nha. Hồi nãy giờ mình đâu thua ai đâu. Nhưng mà gặp đúng cái ông Yumi này sao nó lỗi quá vậy ta. Mặc dù là cái bài siêu nhân bị ăn nớp rồi nha mọi người. Siêu nhân bị ăn nớp rồi đó, mình thề với mọi người. Rồi Yumi cũng bị ăn nớp luôn rồi. Nhưng mà một mình ổng chơi một bài. Một mình ổng một bài thì chịu. Đây rồi, cuối cùng cũng có set. Một cái form bài chuẩn á, nó rất là khác. Và khi mọi người chơi set á thì nên biến thần dép luôn cho nó nha. Và cầm đồ full tăng cho nó chứ không phải là con Leona. Set sẽ là đăng tăng chính cho nó hút con Wukong với lại là con dắt nha mọi người. Draven là bốn chủ lực bị hút phí. Leona là vệ quân với lại là tướng 5 tiền nữa bị hút phí. Còn con Wukong với lại là con dắt á, một cái vị tướng là 1 tiền, một cái vị tướng là không kích hệ ngồi gì cái vệ quân. Đấy, thấy không? Cái form bài của mình nó không yếu, nó đang đứng top meta và rất là mạnh nha. Nhưng mà hồi nãy giờ mình thua chỉ đúng cái mỗi ông Yumi đó, gặp ổng hai trận, thua đúng hai trận mà mình sắp đợi đi luôn. Nhưng mà làm sao? Mình tin chắc rằng với cái form bài của mình hiện tại khi mà đã đủ rồi, 5 thần giáp với lại là 4 chủ lực á thì sẽ không thua nữa. Nhưng mà tính ra lỏng roll hơn vải trưởng ra mình thấy là con Mafai 2. Cái con Mafai của ổng á lên 3 sao rất là sớm. Rất là sớm luôn. Ông này Zed carry đi chung quân cảnh, ông này là Yumi, ông kia thì Liberland carry, ông này là Yasu xâm đấu. Zed tinh tạc quân cảnh các kiểu, ông này là vệ quân. Ok. Mình sẽ né mấy ông tinh tặc ra nha mọi người ạ. Né ra một tí, ông sắp phía bên phải không à. Giờ mình sẽ chuyển tướng qua phía bên trái nha. Né được là mình thắng rồi. Ok, ông này Liberland thì không sợ rồi. Ôi, con set nó bị lóc rồi, chết mẹ rồi. Ông này cái tiên tri mọi người biết là gặp mình đó. Biết Fortune, ui cái góc bắn quá đẹp luôn anh em ơi, không đẹp, không lấy tiền luôn. Tuyệt vời. Tiền cũng đi luôn rồi hả. Đây bà này không yếu nha, bà này rất là mạnh. Nhưng mà mình không hiểu tại sao mà ông Yumi này nó vẫn bé ra. Ây da, mọi người thấy không, không ai thèm chơi siêu nhân luôn. Tại vì sao? Tại vì nó quá yếu rồi, nó bị nớp sắp mặt lợn luôn rồi. Nhưng mà vẫn lôi đâu ra một ông rất là tự tin. Gọi là mình phải gọi là tự tin luôn á nha mọi người. Để mình chỉ có phân bài siêu nhân đó khi mà bị ăn nớp và không ai chơi nha. Mọi người nhìn đi, cái form, cái lobby của mình nó 8 người là không ai chơi siêu nhân cả. Rồi mà nó chỉ có một mình ổng chơi thôi. Và đúng là khi mà một mình chơi một bài, roll nó dễ cực kỳ.
Ron siêu nhân 3 sao, Ron linh vật Yumi 3 sao, không ai giành tướng nó dễ cực kỳ luôn á. Và cái điều đó giúp cho ông mạnh vãi chưởng. Ok ok, có đồ có đồ. Này là trang bị lớn nha mọi người ạ. Này là cái gì ta? Cũng Stand Stamina đi mọi người. Độ tăng set này là cầm đủ rồi, chỉ cần set 2 sao là nó bao châu. Set 2 sao là bao châu luôn, thề. Hôm nay là 4 vệ quân với lại là 2 dốc gai nè, mình lấy luôn. Tại vì ra sao mình thấy là mình gặp ổng đó, hồi nãy giờ chưa gặp. Đó, biết ngay mà gặp ổng luôn nè. Set này, set 2 sao coi. Come on. Lyuna, Mordekaiser với lại là set. Mỗi đứa 1 con nữa nè. Lên luôn giúp mình đi. Lời luôn giúp mình đi. Oh my god. Trời, hơi bị xui luôn anh em. Ron như là chết rồi. Hôm nay 4 vệ quân này mình không sợ lắm. Tại vì mình có cung san rồi. Và mình cũng là có Miss Fortune gây sát thương phép. Và set siêu châu luôn. Ông này mình nghĩ là không có đam giết con set của mình đâu. Đây Miss Fortune đã bắn kìa. Nó đấm nè, ôi trời. Đi luôn. Giờ gặp lại cái ông Yumi nè. Hơi ngán đó nha. Ây da, không lên được con nào 2 sao mà. Căng nè. Ông này thì Vayne, Yesu 3, đang roll Canila 3 sao luôn đó nha. À, và cái form bài ông đó chính là cái form bài mà hồi nãy mình nói nha mọi người. Tướng 3 vàng duy nhất đang có meta có S cộng không? Nhưng mà ông là không dùng đồ cho Nila ta. Tại vì cái meta đó là phải dùng 2 đến 3 cái dây chuyền cho Nila, nhưng mà ông là không dùng ta. Đây gặp lại nè. Hôm nay còn đúng một con găng bài lăng thôi là lên được găng bài lăng 3. Ui Nunu hên quá. Nó lăng ngu mọi người ơi. Nó lăng không trúng mít phò. Phải được bắn nha. Wow, cái góc của mình sắp hơi bị đẹp luôn. Bắn. Nãy xứ. Tưởng như thế nào mình vẫn ăn được. Nhưng mà ui, ông top 2 thắng bàn ảo của mình nha mọi người. Từ từ. Ui gì đây, Ron gì đây, Ron gì đây. Ron kìa. 4-5 round liên tục luôn rồi đó. Không lên được cái con nào cả. Ý xui thật sự. Mình phải cho cái con mít phò này một cái góc bắn đẹp anh em. Mình hát nạo ổng nè. Không để Yesu nó bắt trước được nha. Yesu mà nó luồn. Rồi xong ông này sắp bài ác vậy ta. Không sao anh em ơi. Cái này Yesu chắc luồn hơi khó. Ok được. Bắn. Quá đẹp luôn anh em ơi. Tuyệt vời. Thắng được. Ok. Hôm nay một con Nila nó lên được Nila 3 sao à. Càng nghĩ. Sao mấy ông này cứ gọi là thắng qua thắng lại ta. Ông này thắng kia mà ông kia là thắng ông nọ. Ấn đặc nhiệm, Ấn ma pháp sư và Ấn admin. Toàn là những cái ấn mình không cần không à. Nếu mà là ấn vệ quân thì mình lấy. Hoặc là ấn hộ công thì mình cũng bú được. Nhưng mà ấn cái đó mình đâu có xài được đâu. Lấy luôn cái máy chiếu đi. Cho nó chắc bắp. Set 2 sao coi. Nó set 3 đồ nha mọi người. Ở đây rồi. Đây thắng chắc ở đây mọi. Set 3 đồ mà có 2 sao như thế này nữa thì thắng chắc rồi. Hồi nãy giờ 1 sao mọi người thấy nó trâu cỡ nào chưa? Bây giờ là 2 sao. Mình canh chiếu với lại là sếp né của con Nunu á. Và đừng để con Yumi nó quy trúng con Miss Fortune của mình trước là được. Cho nó ngồi cái tầm đi. Ăn cái máy chiếu đi bạn. Và không mỗi là chỉ con Miss Fortune carry chính nha. Con Samurai của mình cũng đang cầm 2 trang bị lớn đó. Và cũng là 4 chủ lực nên cũng có đam nha mọi người. Nó là tướng phụ đam khá là chất lượng. Một cái phò xẻ rồi đẹp thế.
Nunu lăng ác quá mọi người ơi, hất tung hoài khó chịu vậy. Ok. Rồi quên đậm luôn, quên đậm luôn. Đây, ông Vayne thắng luôn cái ông kia mà. Mọi người thấy cái sự khác biệt giữa cái form bài cấp X cộng với lại là cái form bài cấp A hoặc là đang bị tụt dốc chưa? Đó là sự khác biệt mà về late game đó. Late game tướng 1 2 vàng tầm này sao mà ăn được tướng 4 5 vàng? Hên hên, may mắn thì lọt top thôi nha mọi người. May mắn thì lọt top thôi, nhưng mà nếu mà muốn top 1 thì anh em vẫn còn phải chơi những cái form bài đang mạnh nhất hiện tại như thế này. Lên được cái quả Mother Castle 2 sao nên đây là quá đẹp rồi nè. Cứ bỏ chính giữa đi cho chắc bắp. Bỏ chính giữa thì góc này nó cũng bắn được cả. Xả đạn. Ok, quá đẹp quá đẹp. Samurai cũng bắn được luôn á. Ui, chết rồi. Biết pho. Đừng chết. Ui. Xém thu luôn, mình thề với anh em, xém thu. Con găng bờ lăng đó hoài thắng luôn. Nice. Ok, về GG tất cả mọi người nha. Và tạm biệt anh em. Bye bye.